Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy May Mắn. Quý vị thân mến, mâm ngũ quả đặt trên bàn thờ tổ tiên dịp Tết mang một ý nghĩa chung sâu sắc, thể hiện ước muốn của người Việt Nam sẽ đạt ngũ phúc lâm môn, phú quý, thọ khang ninh. Tuy nhiên, việc chọn ngũ quả như thế nào để mang lại tài lộc cho cả gia đình trong một năm thì không phải ai cũng biết. Ngày hôm nay Phong Thủy May Mắn sẽ giải đáp cho các bạn những ý nghĩa về các loại quả trong mâm ngũ quả thờ cúng để quý vị sẽ có những kiến thức sâu sắc hơn trong việc lựa chọn các loại quả phù hợp để dâng lên ông bà tổ tiên ngày lễ Tết, ngày đầu tháng, ngày rằm. Và không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Cùng với bánh chưng xanh, câu đối đỏ thì mâm ngũ quả là thứ không thể thiếu trên bàn thờ của mỗi gia đình. Không chỉ làm cho không gian cúng thêm ấm áp, hài hòa, rực rỡ, mâm ngũ quả còn thể hiện sinh động ý tưởng triết lý, tín ngưỡng, thẩm mỹ và là nơi gửi gắm ước nguyện của mỗi nhà. Mâm ngũ quả thường có 5 loại quả được bày trên một cái mâm bằng gỗ tiện, sơn son, có chân, gọi là mâm bồng. Cũng có nhà thì bày trên một cái đĩa to, rồi đặt trên chồng bánh chưng để tạo dáng cao, uy nghiêm, thành kính. Theo quan niệm phương Đông, thế giới được tạo nên từ 5 bản nguyên, 5 yếu tố cấu thành vũ trụ gọi là ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tương ứng với các màu trắng, xanh, đen, đỏ, vàng. Ngoài ra thì ngũ còn thể hiện ước muốn của người Việt đạt được ngũ phúc lâm môn là phúc quý thọ khang ninh. Tùy theo từng vùng miền với đặc trưng về khí hậu, sản vật và quan niệm riêng mà người ta chọn các loại quả khác nhau để bày mâm ngũ quả. Vì sao lại gọi là mâm ngũ quả? Theo thuyết duy vật cổ đại, tất cả mọi vật đều được tạo nên bởi 5 yếu tố ban đầu gồm kim loại, kim, gỗ là mộc, nước là thủy, lửa là hỏa và đất là thổ, gọi là ngũ hành. Kim màu trắng, mộc màu xanh, thủy màu đen, hỏa màu đỏ, thổ thì màu vàng. Tục lệ bày mâm ngũ quả trên bàn thờ ngày Tết của người Việt Nam là một trong những biểu hiện của tư tưởng này. Ngũ tức năm là biểu tượng chung của sự sống, quả biểu tượng cho sự sung túc qua cấu tạo của nó, bên trong chứa hạt tượng trưng cho sao, quả bao lấy là vũ trụ, ý nghĩa là sự sinh sôi, trường tồn, tái sinh bất tận của sự sống. Ngũ quả chỉ sự tập trung đầy đủ các loại trái cây trong đất trời. Ông cha ta chọn 5 loại trái cây để cúng đêm giao thừa là ngụ ý rằng những sản vật này được kết tinh từ công sức, mồ hôi, nước mắt của con người lao động, kính dâng lên đất trời thần thánh trong giờ phút linh thiêng của vũ trụ vạn vật sinh tồn. Và tư tưởng hình ảnh ấy đã ăn sâu vào tâm thức của người Việt Nam bao đời nay. Phong tục bày mâm ngũ quả theo từng vùng miền, địa phương. Từ xưa đến nay thì không ai biết chính xác ngũ quả gồm những quả gì, nên tùy thuộc vào đặc trưng mỗi vùng miền, người ta sẽ chọn những quả ngon ngọt, màu sắc đẹp, to tròn để bày biện. Ở miền Bắc thì mâm ngũ quả đặt trên bàn thờ tổ tiên dịp Tết theo 5 sắc màu tượng trưng cho mong ước được ngũ phúc, giàu có, sang trọng, sống lâu, khỏe mạnh và bình yên. Mâm ngũ quả của người miền Bắc có 5 loại quả, có 5 màu khác nhau như là chuối, táo màu xanh, bưởi hoặc là phật thủ, cam quýt màu vàng, hồng táo tây, ớt màu đỏ, roi mận đào hoặc là lê màu trắng, hồng xiêm hoặc là nho đen, măng cụt, mận màu đen. Do trái cây ngày càng đa dạng nên mâm ngũ quả ngày càng phong phú hơn và người ta cũng không câu nệ cứng nhắc ngũ quả nữa mà có thể là bát cửu thập quả. Dù bày biện nhiều loại trái cây hơn nhưng người ta vẫn gọi là mâm ngũ quả. Ở miền Nam thì mâm ngũ quả thường thấy các loại mãng cầu, dừa đu đủ, xoài, sung, dưa hấu, thơm hay là dứa. Đọc chệch thành các tên cầu vừa đủ dài hoặc là cầu vừa đủ sung. Nếu như ở miền Bắc, hầu như tất cả các loại quả, kể cả quả ớt mang vị cay xè đều có thể bày lên bàn thờ, miễn sao mâm ngũ quả trông đẹp mắt thì người miền Nam lại kiêng kỵ bày một số trái cây. Mâm ngũ quả của người miền Nam không bao giờ có chuối vì loại quả này có tên gọi, có âm giống từ chuối, thể hiện sự nguy khó. Quả cam thì cũng không được có mặt trong mâm ngũ quả ngày Tết vì câu quyết làm thì cam chịu hay là như trái lê đồng nghĩa với lê lết. Còn ở miền Trung, người dân không quá câu nệ hình thức ý nghĩa của mâm ngũ quả mà chủ yếu có gì thì cúng đấy, thành tâm dâng kính tổ tiên. Mặt khác thì người miền Trung do chịu sự giao thoa văn hóa hai miền Bắc Nam nên mâm ngũ quả vẫn bày biện đủ chuối, mãng cầu, sung, dừa, đu đủ và xoài.
ý nghĩa của một số loại trái cây trong mâm ngũ quả ngày Tết. Chuối xanh tượng trưng cho mệnh mộc, mang ý nghĩa như là bàn tay ngửa để che chở, đem lại sự bình an, sung túc, đùm bọc và gắn kết. Nải chuối xanh thì được để dưới cùng của mâm ngũ quả, nâng đỡ các loại quả khác, nói lên điều đó. Phật thủ. Trái Phật thủ những năm gần đây trở nên thông dụng trong mâm ngũ quả, bởi như tên gọi, Phật thủ là bàn tay Phật đang che chở, bảo vệ, phù hộ cho gia chủ. Bưởi được đặt trên nải chuối xanh tượng trưng cho phúc lộc với mong muốn an khang thịnh vượng. Còn thanh long thì không chỉ đẹp ở vẻ ngoài mà còn ở tên gọi, bởi theo quan niệm của người dân, nếu như đầu năm được rồng ghé thăm nhà thì cả năm được may mắn, phát tài, phát lộc. Dưa hấu. Dưa hấu với vỏ xanh và ruột đỏ sẽ mang lại sự may mắn, quả căng tròn mọng nước, ngọt thanh, tượng trưng cho sự sung túc và căng tràn sức sống. Hiện dưa hấu ruột vàng cũng được lựa chọn nhiều vì màu vàng cũng là màu của may mắn. Đu đủ giống như tên gọi của nó thì trưng đu đủ trong ngày Tết, người Việt Nam mang theo mong muốn được đầy đủ thịnh vượng trong cuộc sống, không những trong kinh tế mà còn cả tình cảm. Xoài. Người miền Nam phát âm là xài, ý muốn cầu mong cho việc tiêu xài không thiếu thốn, cuộc sống thì sung túc. Dừa, người miền Nam phát âm là vừa, ý muốn cầu mong sự vừa đủ, không túng thiếu và viên mãn cho cuộc sống. Sung, người ta chọn sung để biểu trưng cho sự sung mãn, không những về tình cảm, sức khỏe và cả tiền bạc như cái tên vốn có của nó. Thơm, miền Nam gọi là khóm, với dáng như rồng, thân có vảy như vảy rồng, với ý nghĩa mang lại sự giàu có, may mắn và thịnh vượng. Cam, quýt, chanh, người ta tin rằng ba loại trái cây này có thể mang lại may mắn do hương vị dễ chịu và tinh khiết của nó, tránh được những điều xui xẻo. Nho trong phong thủy. Nho tượng trưng cho sự tạo ra phong phú của cải vật chất, nho cũng đại diện cho sự thành công. Đôi khi, nho cũng được sử dụng như là công cụ phong thủy cho việc hóa hung thành cát, biến vận hạn rủi ro thành may mắn. Ngoài ra thì một số loại trái cây khác cũng được sử dụng trưng trên mâm ngũ quả, như là lựu tượng trưng cho con đàn cháu đống, quả đào thể hiện cho sự thăng tiến, quả táo thể hiện cho sự phú quý, giàu sang, quả lê kim ma hay còn gọi là trứng gà thể hiện lộc trời cho. Việc bày biện mâm ngũ quả trên bàn thờ của gia đình trong ngày Tết cũng là một nét văn hóa đặc sắc của người dân Việt Nam. Chính vì vậy, dù sinh sống ở phương trời nào, người dân Việt vẫn không quên tục lệ này trong dịp Tết Nguyên Đán để giữ gìn bản sắc dân tộc cho bản thân và cho con cháu. Cách bày mâm ngũ quả ở miền Bắc. Ở miền Bắc thì trên mâm ngũ quả thường có 5 loại quả: chuối xanh, bưởi, đào, hồng, quýt. Chuối xanh. Đối với người miền Bắc thì mâm ngũ quả không thể thiếu chuối xanh. Đây là loại quả chiếm vị trí quan trọng trong cách bài trí mâm ngũ quả ngày Tết. Chuối gần gũi với người dân Việt Nam, đặc biệt là với người dân miền Bắc. Tượng trưng cho bàn tay ngửa lên, bao bọc, đem đến sự bình an, đa phúc lộc. Màu xanh của chuối biểu tượng cho mùa xuân, sự tinh túy của đất trời, mang ý nghĩa che chở bảo vệ. Phật thủ hoặc bưởi. Có gia đình thì chọn bưởi hoặc là phật thủ để bày mâm ngũ quả. Loại quả này dùng để đặt ở giữa mâm ngũ quả. Cả phật thủ và bưởi đều mang ý nghĩa cầu mong trời Phật ban lộc, ban sự may mắn, bình an nhân thế. Đu đủ sung. Đây là hai thứ quả mà mọi người luôn muốn đặt lên bàn thờ gia tiên vào những ngày Tết, với mong muốn sung túc đủ đầy sẽ đến với gia đình mình và tránh được sự khó khăn bần hàn. Cam, quýt chín, hồng, mận. Mỗi loại quả tượng trưng cho các mùa khác nhau. Điều đó thể hiện sự mong muốn suốt một năm gia đình sẽ được no đủ và hạnh phúc. Theo phong tục của người miền Bắc thì cách bày mâm ngũ quả truyền thống sẽ để nải chuối xanh đặt dưới cùng, ở giữa, để đỡ lấy toàn bộ các trái cây khác. Nải chuối như bàn tay ngửa hứng lấy những gì tinh túy nhất của mùa xuân để đọng thành quả ngọt. Nó còn có ý nghĩa che chở, bao bọc. Thứ hai là quả Phật thủ màu vàng tượng trưng hành thổ, nên được đặt ở giữa mâm ngũ quả, trong lòng nải chuối. Phật thủ là loại quả có 10 cánh múi trụm lên như là 10 ngón tay, nên dân gian gọi đó là bàn tay Phật. Phật thủ được bày lên bàn thờ ngày Tết với niềm cầu mong được bàn tay Phật trời ban, phúc lộc. Phật thủ được bày lên bàn thờ ngày Tết với niềm cầu mong được bàn tay Phật
ban cho phúc lộc. Nếu không tìm được Phật thủ thì có thể bày quả bưởi lên mâm ngũ quả, cũng mang ý nghĩa tương tự. Tiếp theo, ba loại quả khác có các màu đỏ ứng với mùa hạ hành hòa như là ớt sừng, cam, quýt chín, trứng gà, hồng. Màu trắng ứng với mùa thu hành kim như là roi, đào. Màu đen ứng với mùa đông hành thủy như là mận, hồng diêm. Tất cả những loại quả này được bày đan xen vào nhau lên mâm ngũ quả, tạo thành hình tháp. Ngày nay thì nhiều gia đình miền Bắc có chọn lựa thêm nhiều loại quả để bày lên mâm ngũ quả ngày Tết. Kể cả là quả ớt mang vị cay đắng cũng được bày lên, miễn sao mâm ngũ quả trông đẹp mắt, thể hiện mong muốn một năm mới đủ đầy, trọn vẹn và hạnh phúc. Muốn mâm ngũ quả được bày đẹp mắt, các bạn nên chọn mua thật kỹ càng để mua được hoa quả tươi ngon, không bị héo. Cách bày mâm ngũ quả của miền Trung. Nơi khúc ruột miền Trung nghèo khó, đất đai thì vốn cằn cỗi, ít hoa trái, lại thêm thời gian Tết thường rơi vào mùa đông khắc nghiệt và cả những hậu quả thiên tai để lại từ trước đó chưa dứt, nên trái cây đặc sản địa phương rất là hiếm. Người dân quê thì không quá câu nệ hình thức ý nghĩa của mâm ngũ quả, mà chủ yếu có gì thì cúng nấy, thành tâm dâng kính tổ tiên. Mặt khác, người dân miền Trung do chịu sự giao thoa giữa hai nền văn hóa Bắc Nam nên mâm ngũ quả vẫn bày biện đủ chuối, xanh, mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài, rất là phong phú. Cách bày mâm ngũ quả miền Nam. Người miền Nam thì thường cầu kỳ hơn trong khâu chọn lựa hoa quả để bày mâm ngũ quả cùng gia tiên. Nếu người miền Bắc dùng chuối làm hoa quả quan trọng nhất để bày lên ban thờ, thì người miền Nam lại khác. Do cách phát âm gần giống với từ chuối thể hiện sự nguy khó nên chuối là thứ quả không bao giờ xuất hiện. Cũng bởi câu nói cam làm thì quyết chịu nên người miền Nam không bày những trái cam như người miền Bắc. Mâm ngũ quả của người miền Nam thường có các loại trái mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung theo câu cầu sung vừa đủ dài. Thêm chân đế là ba trái thơm dứa thể hiện sự vững vàng. Đặc biệt mâm ngũ quả của người miền Nam không thể thiếu cặp dưa hấu ruột đỏ vỏ xanh, tượng trưng cho lòng trung nghĩa và trinh tiết của người phương Nam. Mâm ngũ quả của người miền Nam thì thể hiện rõ tính bình dị, dân dã và hóm hỉnh. Mỗi người một cuộc sống và mong muốn khác nhau, biết thế nào là đủ, nhưng ai cũng chỉ cần đủ mà thôi. Nên cúng hoa quả gì để một năm sung túc, gia chủ, lộc tài dồi dào, tiền vô như nước? Thứ nhất là quả liệu. Quả liệu có nhiều hạt mọng nước, ngon, ngọt nên nó tượng trưng cho khả năng sinh sản, được coi là biểu tượng hóa giải, thúc đẩy vận may về con cái. Trong phong thủy, với những cặp vợ chồng hiếm muộn, quả liệu được coi như là một loại nước có khả năng giúp vợ chồng mau chóng sinh con. Liệu cũng tượng trưng cho hạnh phúc trong gia đình, sự may mắn cho con cháu. Các chuyên gia tư vấn phong thủy thường tư vấn cho các cặp vợ chồng mới cưới ở Trung Quốc nên trưng bày các tác phẩm nghệ thuật gắn với hình ảnh quả lựu để thu hút sự may mắn và sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh. Thứ hai là nho. Trong phong thủy trái cây thì nho tượng trưng cho sự phong phú, có nghĩa là một sự phong phú về của cải vật chất. Nho đại diện cho sự thành công đang hiện hữu trong gia đình bạn hoặc là trong tương lai không xa. Vì vậy, trong các gia đình ở Trung Quốc, hình ảnh trái nho rất là phổ biến. Đôi khi nho cũng được sử dụng như một biểu tượng phong thủy giúp hóa giải về các vấn đề sinh con cũng như là phương thuốc hóa hung thành cát. Tiếp theo là đào. Đào là một trong những biểu tượng trái cây phong thủy phổ biến nhất, đó là biểu tượng của sự bất tử. Đào cũng được biết đến trong phong thủy như một loại quả của thiên đường vì nó nổi bật trong nhiều truyền thuyết cổ đại. Kể về các vị thần bất tử, đào có liên quan đến sự giàu có, sức khỏe, sự phong phú và tuổi thọ. Trái đào cũng được biết đến như là một biểu tượng phong thủy của tình yêu và hôn nhân. Ở Trung Quốc, tình yêu may mắn thường được gọi là hoa đào may mắn. Cam. Sự phổ biến của trái cam trong các ứng dụng phong thủy truyền thuyết được giải thích bởi sự tươi mát cũng như là chất lượng của màu cam. Với biểu tượng của một loại quả phong thủy, được người ta khuyên nên đặt chín trái cam trong phòng khách hoặc là phòng bếp để gặp may mắn và thịnh vượng. Người ta tin rằng những trái cây có múi như là cam, quýt, bưởi hay là chanh có thể xua đuổi xui xẻo nên nó thường được dùng trong các ứng dụng phong thủy truyền thống. Quả thanh long.
Đây cũng là loại quả được sử dụng làm lễ vật dâng cúng cho thần linh mà nhiều gia đình lựa chọn, bởi thanh long mang ý nghĩa là dòng mây hội tụ và biểu trưng cho sự cát tường thịnh vượng. Ngay cả màu của loại quả này cũng mang đến sự tươi mới vui vẻ, nên khi dùng để thắp hương ngày rằm mùng 1 hay là ngày Tết sẽ rất tốt cho gia đình. Quả đu đủ. Ngoài những loại trái cây trên thì đu đủ cũng giống như cái tên của nó vậy, là sự biểu trưng cho sự thịnh vượng đủ đầy. Những gia đình muốn con cháu sum họp vui vẻ thì thường chọn quả đu đủ để làm lễ vật. Quả Phật thủ. Trong những năm gần đây thì quả Phật thủ trở thành loại quả được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn để thắp hương ngày rằm, mùng 1, ngày Tết và các ngày lễ quan trọng khác. Quả Phật thủ thường được đặt ở trung tâm, nơi cao nhất trong mâm trái cây. Theo quan niệm xưa thì Phật thủ là loại quả dùng để thờ Phật và gia tiên vì có mùi thơm quyến rũ, tác dụng lưu giữ thần Phật và gia tiên ở lại trong nhà lâu hơn để phù hộ cho gia chủ. Ngay cả tên gọi của loại trái cây này cũng thể hiện được sự nâng đỡ che chở của Phật dành cho gia đình, giúp mang lại may mắn, bình an. Quả dứa. Quả dứa của miền Bắc hay còn gọi là trái thơm của miền Nam. Người Việt khi chọn trái cây làm lễ vật dâng lên tổ tiên cũng rất chú trọng đến tên gọi của loại quả đó có ý nghĩa như thế nào. Chẳng hạn như là trong tiếng Hán, dứa phát âm như là may mắn đến theo cách của bạn. Vì thế, dứa đã trở thành một biểu tượng phong thủy truyền thống cho sự giàu có và may mắn. Khi chuyển nhà, nó là một trong những loại trái cây cần thiết phải chuẩn bị, bởi khi đến một nơi ở mới, gia chủ sẽ mong được cuộc sống có thêm nhiều may mắn, bình an, cũng như là nhiều tài lộc hơn. Cho dù ở miền nào thì mâm ngũ quả Tết cũng là một nét văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt Nam. Nó thể hiện sinh động cho ý tưởng triết lý tín ngưỡng thẩm mỹ ngày Tết. Mâm ngũ quả trên bàn thờ ngày Tết là nơi hội tụ hồn quả, hương cây của nét văn hóa dân tộc và ý nguyện cầu hòa an đủ mà mọi người Việt Nam đều gửi gắm. Hy vọng rằng những kiến thức mà Phong Thủy May Mắn tổng hợp chia sẻ trên đây sẽ đem lại hữu ích cho các bạn. Để hiểu thêm các kiến thức về phong thủy cũng như là thỉnh các vật phẩm phong thủy may mắn, các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất nhé. Và các bạn cũng đừng quên để lại quan điểm cá nhân của mình bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục và hoàn thiện hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào các video lần sau.